Lại là bé An của đất rừng phương Nam đây ạ. Khi đến đây tham quan, Khang và Vi được nghe câu chuyện kể lại rằng chùa hang do bà Thọ lập nên. Sau khi lập gia đình, bà gặp cảnh đời ngang trái và nương nhờ cửa Phật tại Tây An Tự quy y với pháp danh Diệu Thiện. Do nơi này có nhiều người lui tới nên bà đi tìm nơi yên tĩnh vắng người tu hành. Đi về phía tây núi Sam, bà gặp một hang sâu rậm rạp cây cối nên ở lại dựng am bằng tre lá làm nơi tu hành. Cạnh am bà Thọ tu có một hang núi sâu, bên trong có đôi mãng xà to. Từ khi bà đến tu hành, hàng ngày cặp mãng xà được nghe kinh Phật trở nên hiền lành, ăn đồ chay, không hại người, trông chừng thú dữ, kẻ gian. Bà Thọ đặt tên cho cặp mãng xà là Thanh Xà, Bạch Xà. Khi bà qua đời, cặp rắn này bỗng dưng biến mất. Sau đó, để tránh nguy hiểm, hang được lấp kín, chỉ còn lối đi vào cửa. Bên trong thờ Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát. Cảm mến sự đức độ của sư nữ Diệu Thiện, ông Phán Thông cùng dân dân quanh vùng góp tiền của xây dựng chùa với nền lát gạch tàu, mái ngói cột gỗ căm xe mang tên Phước Điền Tự, nhưng dân gian vẫn quen gọi là chùa hang.